Hello anh em, hôm nay chơi 12 tựa game tổng hợp nha. Sẽ là tựa game đầu tiên. Ok, let's go. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ anh em. Thank you tất cả anh em. Mình sẽ nâng cấp hết về súng đạn anh em ạ. Ok. Sẽ từ việc những bạn nào chơi phone này nha. Wow. Bắn đá người luôn anh em ạ. Wow, cơn mưa đạn luôn anh em. Wow, bạn thử thôi đây rồi. Sẽ đấu đầu với bạn Trung Tô nha. Wow, bạn ấy trâu quá anh ạ. Mình không thể nào mà mình chiến đấu lại được. Ok, mình sẽ chạy màn tiếp theo nào. Và mấy bạn này bò rất là nhanh luôn nha anh em. Đạn càng ngày càng to anh ơi. Ok. Wow, các bạn đã thực sự làm gì mình luôn. Wow, mình sẽ xả đạn liên tục nha. Ok, mình sang từ game tiếp theo. Let's go. Chỉ những bạn này thôi. Wow. Sẽ đầu tư về súng đạn thật là nhiều nha. Như đạn của mình hơi bé anh em ạ. Mình sẽ nâng cấp đạn to lên. Sẽ rất là hỏng con tàu của mình nha. Sẽ sửa sang lại con tàu của mình. Ok, đi tiếp theo nào. Wow. Wow, có cả những bạn toilet nha em. Wow, tốc độ bạn đạn bắn của mình rất là nhanh nha. Mình đã nâng cấp súng lên rất là mạnh luôn. Ok, chiến đấu tiếp nào. Mình sẽ sửa được qua lại con tàu nha.
Ok, tàu của mình đã được nâng cấp anh em ạ. Wow, mình chuẩn bị chiến đấu với bạn là Giang Phen nha. Vậy là mình đã tiêu diệt bạn là Giang Phen thành công. Victory. Ok, mình sang từ game tiếp theo nha. Mình sẽ chơi bạn khủng long rồi đi. Wow, mình sẽ phá tảng băng này nha. Ok, đi tiếp theo nào. Wow. Mình đã vượt qua những bức tường bê tông nha. Giờ đi thôi, mình đã phá thành công rồi. Thật khủng long này rất là nhiều gai nha. Chiếc gai nhọn khổng lồ luôn anh ạ. Ok, mình sẽ cho bạn anh chuối. Còn bỏ lỡ một miếng dừa vào đây nha, mình sẽ quay lại cho bạn này ăn dừa luôn. Ok, sao nào không được bỏ sót anh em ạ. Wow, mình đang chiến thắng nha. Bây giờ chiến đấu với một bạn khổng lồ màu tím anh em ơi. Ok, ăn thêm giờ hấu nào. Lên thôi. Victory. Ok, mình sang từ game tiếp theo nha. Mình đã chơi Poppy Playtime Chapter 2. Ok, mình sẽ new game nha. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu luôn. Let's go. Wow. Sẽ kéo những chiếc thùng người ra nha anh em. Ok. Wow, mình đã lấy được chìa khóa nha. Giờ mình sẽ đi xong cánh cửa thứ hai. Ok, mở cửa thế nào.
Wow, có một bạn à cây màu vàng em ạ. Mình sẽ xuống đây mình nối điện nha. Hello. Sorry. Xin chào bạn nha. Mình sẽ đợi bạn đấy một chút, sau đó bạn ấy sẽ tránh ra cho mình nối điện anh em ạ. Ok, mình sẽ nối điện từ cây cột này qua cây cột bên này nha. Let's go. Thank you. Wow, sẽ kéo những chiếc thùng này không? Giờ đi thôi. Xin chào bạn nha. Mình sẽ nhảy qua một chiếc hố này nha. Ok, đầu tiên mình sẽ bắn tay lên đây. Rồi. Wow, lại gặp bạn từ nãy nhau ạ. Hello. Mình sẽ nhảy xuống của bạn đấy nha. Wow, tiếp theo sẽ là lời gì đây? Mình lại phải nối điện anh em ạ. Ok, sẽ nối từ bên này qua trước nha. Cửa thế nào? Được rồi, đi thôi. Hello. Oh, bạn ấy lấy mất tay mình luôn anh em ạ. Lát nữa mình sẽ đi làm một chiếc bàn tay mới nha. Wow, bạn Poppy cũng bị bắt luôn kìa. Đây chính là bạn Mommy Long Leg nha. Give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. You're going to have so much fun. Head to Musical Memory and Mommy will get things started. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Ok, mình đã sang ngoài này nha. Wow, rất là rộng luôn. Như một khu vui chơi anh em ạ. Lát nữa mình sẽ đi cánh cửa này đầu tiên nha. Ok, mình sẽ lên mình gạt chiếc cần đầu tiên trước đã. Wow. Mình sẽ đợi một chút nha. Đợi một chút là cánh cửa sẽ mở. Ok, xong cánh cửa lúc đó mình sẽ đi dạo. Strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Cánh cửa đã mở nha, sẽ đi ra đây xuống luôn. Ok. Mình sẽ nhảy xuống cái hầm này nha. Sẽ đi xuyên qua con hầm này. Ok, gạt chiếc cần đầu tiên nào. Wow. Và đây chính là quá trình tạo ra một chiếc bàn tay của Poppy nha.
đó, sau đó chiếc máy sẽ đưa tay ra đây và máy này sẽ phun sơn vào nha, sơn điện anh em ạ. Chiếc máy đã hết sơn nha, mình sẽ đi lấy một thùng sơn mới mình lắp vào. Ok, mình sẽ lên trên đây nha. Sau đó mình sẽ đợi chiếc thùng sơn lại gần, sau đó mình sẽ lấy cho nó, mình sẽ cho vào máy này nha. Đó, chiếc thùng sơn nó đang đến gần mình rồi nha. Được rồi, mình sẽ nhặt thôi, mình sẽ lắp vào đây luôn nha. Ok, wow, mình sẽ bấm nút nha. Chiếc máy sẽ đẩy tay ra đây, mình sẽ lấy một bàn tay thôi nha. Ok, vậy là mình đã làm xong một chiếc bàn tay xanh. Ok, giờ sang tự game tiếp theo, mình sẽ chơi Tom Fan nha. Wow, mình sẽ nhận hết năng lượng nha. Chúc mừng sinh nhật của bạn kia kìa, đã được 1 tuổi nha. Hoàn được tặng một chiếc kính luôn nha. Wow, bạn này cũng sinh nhật luôn kìa. Ok, mình sẽ cho hai bạn này đi ăn. Mình sẽ cho bạn này ăn bánh nha. Wow, uống nước dừa nào. Cho bạn này ăn kem sô-cô-la nha. Wow, xem bạn ăn thử nướng không nào. Ok, wow, cùng nhau ăn pizza nha. Sau đó sẽ đến món tráng miệng, mình sẽ cho các bạn ăn dưa hấu đi, cho bạn ăn chuối nha. Wow, ăn ớt nào. Mình đã trồn các bạn ấy ăn ớt nha. Wow, mồm thối ra lửa luôn anh em ạ. Các bạn ấy đã no nha. Wow, bạn em đã chơi đồ chơi. Bạn này đã sinh nhật 6 tuổi nha. Sau 6 tuổi anh em ạ. Sẽ cho bạn ấy đi ăn, sẽ lấy piano ra cho bạn để chơi. Ok, ăn thế nào, let's go, đến shopping một chút nha. Wow, cha gọi mua thêm một chút đồ. Đầu tiên mình sẽ cho bạn ấy ăn bánh dâu nha. Cho bạn ấy ăn ớt thử đi. Ha ha. Ok, ăn kem tiếp nha. Và bạn ấy đã no rồi. Wow. Sẽ đổi món khác nhỉ. Cho bạn này ăn chuối đi. Bạn chạy vòng quanh kìa. Mình sẽ cho hai bạn này nói chuyện với nhau nha.
Bạn này đã sang một tuổi mới nhỉ? Ok. Còn bạn này lại đang nói rồi. Sao cho bạn này đi ăn? Ăn thêm nào. Wow. Bạn ăn rất là nhiều luôn. Ok, mình sang từ game tiếp theo nha. Let's go. Mình cho bạn này đi ăn trước anh em ạ. Wow, bạn này ăn chuột nha. Bạn này ăn mặn luôn anh em ạ. Wow, đi tắm thôi. Ok, mình sẽ tắm qua cho bạn đấy nha. Rồi, xả nước nào. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Cho bạn ấy đi chơi game. Cho bạn ấy đi chơi game xong rồi cho bạn ấy đi ngủ nha. Let's go. À, trò đua xe nha bạn. Wow. Mình lại xuống top 6 rồi nha. Sẽ cố gắng là lên trên top đầu. Wow, ta là đi vào vỏ chuối anh em ơi. Wow, đi từ từ thôi nha. Sẽ sử dụng vỏ chuối nhá. Sẽ để vỏ chuối ngay đoạn thua này luôn. Ha ha. Sẽ có bạn đi vào nhá. Wow, mình một điều thôi anh ạ. Wow, đua cạnh tranh anh em ạ. Wow, suýt nữa là mình đi vào vỏ chuối nhờ. Ok, mình hiện tại mình đang dẫn đầu. Tăng tốc tiếp hơn nào. Wow. Ủa, mình đi đâu luôn anh em ơi. Hiện tại chưa có bạn nào vượt được mình nha. Ok, đã xong vòng 3 anh em ạ. Sẽ cố gắng lấy top nha. Ôi nào, bị chìa bánh xe thôi. Rất là nhiều vỏ chuối luôn anh em ạ. Wow, bạn kia còn đang giữ vỏ chuối kìa. Bị rất là sợ luôn anh em ạ. Haha, một bạn bị giữ vỏ chuối tiếp.
Ok, thì đã vừa dẫn top 1 xong lại xuống top 2 nhưng mà cuộc đua không hồi kết luôn anh em ạ. Wow, xe cố gắng giành top 1 nha, các bạn đang may còn bị luôn anh em ạ. Wow, mình về top 2 nha. Ok, mình sẽ cho bạn ấy đi ngủ đi. Wow, bạn này ngủ đứng luôn anh em ạ. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay, mình một like, subscribe đăng ký kênh của mình nha. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo. Bye bye.